Rồi, mình chào tất cả các bạn trở lại kênh YouTube nha, của mình nha. Giờ mình coi con xe Hitachi 05 này di chuyển phà, quay đầu phà tại chỗ khác, bến khác để bút lên xe ben nha các bạn. Rồi coi anh tài xế qua cầu luôn nha các bạn. Múc đất dưới sông lên bỏ xe ben chở đi nữa các bạn. Qua lộ luôn. Giờ múc bỏ ngang lộ luôn các bạn.
Bây giờ đừng chạy vô nhà nha Bi ơi. Đừng chạy vô nhà. Rồi con xe 03 này đang chạy lại để phá mặt bằng nha bạn. Rồi chạy trên lỗ nhựa, lỗ đan luôn rồi. Anh tài xế, anh tài xế xe Hitachi 05 này muốn bỏ đất lên vô người anh tài xế xe 03 luôn các bạn. Đó đó. Vô nước luôn.